Xin chào các em, cô là Ngân Giang. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm và chữa một bài kiểm tra tiếng Anh lớp 8 để chuẩn bị cho chương trình thi học kỳ. Chúng ta bắt đầu vào bài. Bài tập đầu tiên là một bài tập về phần trọng âm. Chúng ta sẽ phải tìm từ có phần trọng âm khác với các từ còn lại. Câu số 1 chúng ta có competitive, immediate, infinitive và opportunity. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện đuôi ative, đuôi ate hay đuôi ate và đuôi et là ba đuôi mà trọng âm của từ sẽ được xét từ ban tiết từ cuối lên. Vậy chúng ta sẽ có phương án A, B, C trọng âm rơi vào tiết thứ hai: competitive, immediate, infinitive. Riêng phương án D trọng âm rơi vào tiết thứ ba: opportunity. Vậy chúng ta sẽ khoanh tròn phương án D. Câu số 2 chúng ta lại thấy xuất hiện đuôi et ở phương án A, C và D. Vậy với ba từ này thì trọng âm của từ sẽ được lùi ba âm tiết từ dưới lên. Riêng phương án B chúng ta sẽ xuất hiện đuôi year, đây là đuôi mà trọng âm sẽ rơi vào trước nó. Vậy chúng ta sẽ có phương án A trọng âm rơi vào tiết thứ hai: ability. Riêng phương án B, C và D trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ ba: multimedia, curiosity và possibility. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án A. Câu số 3 chúng ta có phương án A, unlucky. Là chúng ta thấy xuất hiện là tiền tổ ăn không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, chúng ta sẽ đến từ lucky và trọng âm rơi vào từ lucky, vào âm tiết thứ nhất của từ lucky. Tiếp tục phương án B chúng ta có từ technique. Chúng ta thấy đuôi ique là đuôi nhận trọng âm. Leisure danh từ hai âm tiết, trọng âm rơi âm tiết đầu tiên. Impure, chúng ta thấy tiền tổ im không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, cho nên trọng âm của từ sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Vậy phương án khác biệt câu 3 là phương án C. Câu số 4, chúng ta thấy phương án A có đuôi gen, đúng không ạ? Trọng âm sẽ rơi vào trước nó, decision. Phương án B, forgetful, chúng ta có thể xét là đây là một tính từ 3 âm tiết, âm đầu tiên chữ âm ơ ngắn, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Phương án C, inhabitant, chúng ta thấy là đuôi ant ở cuối không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, cho nên chúng ta chỉ xét cái động từ phía trước nó inhabit, và động từ này có âm đầu tiên chữ âm y ngắn, cho nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, inhabitant. Phương án D, sẽ xuất hiện đuôi tion rồi trọng âm rơi vào trước nó, accommodation. Vậy phương án khác biệt ở đây chính là D. Câu số 5 chúng ta có phương án A, waterless. Chúng ta thấy đuôi less không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, chúng ta chỉ xét từ water và trọng âm rơi vào tiết đầu tiên. Jupiter, đây là một danh từ 3 âm tiết để ở tên riêng nữa, thì chúng ta thấy là phương án này chúng ta sẽ phải xét là trọng âm rơi vào tiết thứ nhất bởi vì âm thứ hai chấm y ngắn. Phương án C, hopeful, tính từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào tiết đầu tiên. Phương án D, existence, danh từ 3 âm tiết, âm đầu tiên chữ âm y ngắn, trọng âm rơi âm thứ hai. Vậy phương án khác biệt ở đây chính là phương án D. Bài tập số 2 là bài tập mà chúng ta sẽ phải tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. Câu số 1 chúng ta có các từ trick, hire, shift, get. Chúng ta thấy phương án B từ gạch chân được phát âm là I, khác với các từ còn lại được phát âm là I. Chúng ta sẽ chọn phương án B. Câu số 2 chúng ta có science, solve, enormous, Mars. Chúng ta thấy phương án A, B, C từ gạch chân được phát âm là S, trong khi phương án D từ gạch chân được phát âm là Z. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án D. Câu số 3 chúng ta có channel, technology, archaeology, architecture. Chúng ta thấy ở phương án A từ gạch chân được phát âm là ch, khác với các từ gạch chân ở phương án B, C, D được phát âm là k. Và chúng ta sẽ khoanh tròn phương án A. Câu số 4 chúng ta có power, slow, town, how. Các từ ở phương án A, C và D từ gạch chân được phát âm là ao, khác với từ ở phương án B từ gạch chân được phát âm là o. Và chúng ta sẽ chọn phương án B. Câu số 5 chúng ta có language, orange, ginger và gun. Từ gạch chân ở các phương án A, B và C được phát âm là j, khác với từ gạch chân ở phương án D được phát âm là g. Và chúng ta sẽ chọn phương án D.
Bài tập số 3 là bài tập mà chúng ta sẽ chọn các phương án A, B, C, D để hoàn thành câu. Câu số 1, before the meeting finished, they had arranged when next. À, chúng ta thấy xuất hiện từ hỏi là when. Chúng ta có một cái mẫu câu liên quan, đó là các từ hỏi sẽ đi với động từ dạng to verb. Ví dụ như là what to give, what to eat, hay là when to go or when to meet. Vậy phương án câu 1 chúng ta sẽ phải chọn là phương án C. Before the meeting finished, they had arranged when to meet next. À, trước khi mà cuộc họp kết thúc thì họ sẽ phải sắp xếp xem là lần tới là sẽ gặp khi nào. Câu số 2, my grandma a lot of pleasure from gardening. Các từ được cho là does, has, makes, gets. Chúng ta có một cái mẫu câu đó là to get pleasure from doing something. Có nghĩa là bằng với cái enjoy doing something. Thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn động từ get để phù hợp với mẫu câu này. Câu số 3, working hours will fall to under 35 a week. À, xong, à đây chúng ta thấy xuất hiện đây là câu hỏi đuôi rồi. Câu hỏi đuôi mà vế trước dùng will tương lai đơn thì vế đằng sau sẽ phải dùng phủ định của nó. Chúng ta sẽ phải chọn phương án ở đây là won't they, bởi vì từ working hours là dạng số nhiều. Phải chọn phương án B. Câu số 4. What if you saw a UFO? Chúng ta thấy vế có if, động từ đang được chia ở thời quá khứ, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến câu điều kiện loại 2. Là vế có if thì động từ chia quá khứ và vế còn lại chia là would do, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ phải chọn phương án C. What would you do if you saw a UFO? Câu số 5. The of space exploration started in the 1960s. Chúng ta có các phương án được cho là era là kỷ nguyên, time là thời gian, period là giai đoạn thời kỳ nào đó. Và chúng ta có từ age là thời đại hay một thời kỳ cụ thể, ví dụ như là the Victorian age hay là the modern age hay là the nuclear age. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn là kỷ nguyên của cái việc khám phá không gian, đúng không? Vũ trụ, thế đây chúng ta phải chọn là era. Câu số 6, many advances have been in the field of communication through the use of fiber optics. Chúng ta có fiber optics là sợi quang học. Thế thì ở đây từ advances nó mang nghĩa là những cái tiến bộ, đúng không ạ? Tiến bộ đã được tạo ra trong cái lĩnh vực giao tiếp, đúng không? Thông qua các cái sợi quang học. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn phương án là made. Advance have been made, là make advances, tạo ra những cái tiến bộ nào đó. Câu số 7. He was the first man to help the flood victims. The first one to do something. Người đầu tiên làm việc gì đó. Cho nên chúng ta sẽ phải chọn phương án D. To arrive. He was the first man to arrive to help the flood victims. Anh ta là người đầu tiên đến để giúp đỡ những nạn nhân lũ lụt. Câu số 8. From 1865 to 1875, a remarkable of invention was produced. Chúng ta có các phương án là diversity, là tính đa dạng, hay là mixture, là hỗn hợp, variety, là sự phong phú, rất là nhiều cái gì đó, chúng ta dùng variety, collection, bộ sưu tập. Thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn phương án C là a variety of something, có là rất là nhiều, đúng không ạ? Đa dạng các cái phát minh. Để chúng ta chọn phương án C. Bài tập số 4 của chúng ta là một bài tập tìm lỗi sai. Chúng ta có các phương án A, B, C, D để vạch chân. Chúng ta tìm xem đâu là chỗ nào bị sai và phải sửa lại sao cho đúng. Câu số 1. My English teacher said we should write another composition for tomorrow relating for our experience of last week's workshop about the universe. Chúng ta thấy là chúng ta có một cái cụm mẫu câu là relate to something, là liên quan đến cái gì. Vì thế mà phương án B chúng ta sẽ phải sửa lại là to. Câu số 2. The teacher told his pupils work with their concentration and manage time in the examination. Chúng ta biết là mẫu câu là tell somebody to do something, nói ai làm việc gì. Thì ở đây chúng ta không thể dùng là tell his people work được, mà là tell his people to work. Câu số 3.
Peter refused telling us the reason why he didn't come to the class meeting. Chúng ta có mẫu câu là refuse to do something, từ chối làm việc gì. Vậy cho nên chúng ta sẽ sửa phương án A thành là refuse to tell. Câu số 4. Most of the jobs in the manufacturing factories will take over by robots. Chúng ta có ở đây mẫu câu bị động là will be cộng với động từ dạng phân từ 2. Thế thì ở đây người ta muốn nói là các công việc ở trong nhà máy sản xuất thì sẽ bị thay thế, được thay thế bởi robot. Cho nên chúng ta sẽ phải dùng bị động, đúng không? Và đây sẽ phải đổi thành là will be taken. Câu số 5. The length of an X-ray wave is incredibly smaller than 1/10,000,000 of a millimeter. À, ở đây chúng ta thấy nhìn thấy phương án B và C, chúng ta thấy là có hai tính từ đang đi với nhau. Đó không đúng rồi. Đứng trước tính từ smaller thì chúng ta cần một trạng từ. Chúng ta sẽ đổi phương án B này là incredibly. Bài tập số 5 là bài tập mà chúng ta sẽ phải đọc một đoạn văn và chọn các từ phù hợp A, B, C, D để hoàn thành đoạn văn này. Chúng ta nhìn vào câu số 1. Speech is one of the most important of communicating. À, đây là nói đúng không ạ? Giao tiếp bằng ngôn ngữ, speech, lời nói là một trong những phương thức giao tiếp, đúng không? Chúng ta sẽ phải chọn là important ways. À, chúng ta có thể dùng reason, sẽ là rules, sẽ là test được. Là một phương thức giao tiếp. Ok, tiếp tục number 2. It consists of far more than just making noises. À, nó không chỉ đơn thuần là tạo ra âm thanh. To talk and also to by other people, you have to speak a language. Ở đây câu số 2 người ta muốn nói rằng là để nói và để hiểu được người khác nói gì. Cho nên chúng ta sẽ dùng cụm từ là to be understood. Tiếp tục ạ, we have to use combination of that everyone agrees stand for a particular object or idea. Đó là việc mà chúng ta sẽ phải sử dụng kết hợp cái gì đó mà tất cả mọi người thống nhất là để có thể thay thế cho một cái ý tưởng, một cái sự vật nào đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải nói là sự kết hợp của các cái âm thanh với nhau, đúng không? Vì đây là văn nói mà, lời nói mà, cho nên chúng ta phải chọn là sounds. Tiếp tục ạ, communication would be impossible if everyone made up their own language. À, giao tiếp sẽ trở nên không thể thực hiện được nếu như tất cả mọi người, mỗi người tự tạo ra một cái ngôn ngữ riêng, cái ngôn ngữ này phải được thống nhất bởi mọi người với nhau. Learning a language properly is very. Học ngôn ngữ một cách chính xác, một cách chính thống thì rất là làm sao, đương nhiên phải là quan trọng rồi. Chúng ta phải chọn từ important. Không thể là expensive, đắt đỏ hay là simple hay easy, đơn giản được, không ạ? Tiếp tục ạ, câu số 5. The basic of English not very large. Đây chúng ta muốn nói cái gì đó cơ bản liên quan đến ngôn ngữ và đặc biệt là tiếng Anh, đúng không? Thì không nhiều lắm. And only about 2,000 words, chỉ khoảng 2,000 từ thôi. À, 2,000 từ liên quan đến từ vựng, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chọn phương án B, vocabulary. Câu số 5 sẽ là B. Câu số 6. Only about 2,000 words are needed to speak quite something. Chúng ta chỉ cần 2,000 từ để có thể nói làm sao đó. Ở đây chúng ta cần điền một trạng từ để bổ sung nghĩa cho từ speak. Chúng ta có các phương án A, B và D. Điều là các tính từ. Chúng ta sẽ phải chọn C, đúng không? Là trạng từ duy nhất ở đây. To speak quite well. Để nói thì là tốt được, chúng ta cần 2,000 từ. Câu số 7. But the more words you know, the more ideas you can, and the more precise you can be about the exact meaning. Chúng ta càng biết nhiều từ thì chúng ta làm sao đó diễn đạt được ý tưởng và có thể diễn đạt được chính xác những gì mà chúng ta muốn nói. Thế thì ở đây chúng ta phải dùng đến cái động từ là thể diễn đạt. Vậy chúng ta sẽ phải chọn phương án D. Express. Chúng ta không thể dùng từ grow, lớn lên, hay là need, là cần, hay pass, là vượt qua, hay là thi đỗ được. Đây chúng ta phải chọn là the more ideas you can express. Bạn có thể diễn đạt được nhiều ý tưởng hơn. Câu số 8. Words are the things we use in communicating what we want to say. À, trong lời nói thì chắc chắn là cái từ ngữ đúng không? Là cái yếu tố chính rồi. Thế thì ở đây chúng ta cần một tính từ để mang cái nghĩa này.
thì chỉ có mỗi phương án B là phù hợp thôi. The main things. Chúng ta không thể chọn most certain hay là full được, nó không phù hợp với mặt ý nghĩa. Câu số 9, the way we, the words is also very important. Cách mà chúng ta nói cái từ đó như thế nào rất là quan trọng, đúng không? Họ nói như vậy. Thì ở đây chúng ta không dùng từ tell hay là talk the words, mà chúng ta phải dùng là say the words. Vậy đáp án đúng ở đây là C. Đáp án D, pass, thì là không đúng về mặt ý nghĩa. Câu số 10, our tone of voice can express many emotions and whether we are pleased or angry, for instance. Cái tông giọng của mình hay là cái giọng điệu của mình thì có thể diễn đạt rất là nhiều cảm xúc và còn có thể thể hiện được là chúng ta có hài lòng hay không, giận dữ hay không. Thế thì cái động từ còn thiếu ở đây chúng ta sẽ phải điền từ shows, là mang nghĩa là thể hiện cái gì. Chúng ta không thể dùng từ ask, understands hay là knows, nó không đúng về mặt ý nghĩa. Bài tập số 6 là một bài đọc về một vật thể bay không xác định, a UFO, unidentified flying object. Chúng ta sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Câu số 1, another word used to describe a UFO is, một cái từ khác được dùng để miêu tả vật thể bay không xác định là gì? A, flying saucers. B, cooking plane. C, spacecraft. Và D là astronaut. Chú ý trong bài người ta có câu là flying saucer is another word that is often used to describe an identified flying object. Thì chúng ta sẽ phải chọn phương án A, flying saucers, có nghĩa là đĩa bay. Câu số 2, what percentage of all reported sites are not identified? Có bao nhiêu phần trăm các cái cảnh tượng được ghi lại là không được xác định? Thì ở đây chúng ta có câu là usually 10 to 20% are never identified. Cho nên chúng ta sẽ chọn phương án B, có 10 đến 20%. Câu số 3, most of UFOs are identified as one of the following things except. Hầu hết các cái vật thể bay không xác định thì được xét vào một trong ba cái trường hợp sau. Thì chúng ta có cả cái đoạn này người ta nói như sau. 80 to 90% are identified as one of three different things. Astronomical causes, for example, planets, stars, and meteors, and aircrafts and balloons. 10 to 20% of UFOs are other causes such as birds, clouds, mirages, searchlights, etc. Ở đây họ đang liệt kê những thứ mà có thể được xác định như là vật thể bay không xác định, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy có xuất hiện planets, có stars, có balloons, có clouds, đúng không ạ? Chỉ duy nhất có phương án D là rains, không thấy có thôi. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án D. Câu số 4, which of the following sentences is not true? Câu nào sau đây không đúng? Phương án A, UFO means unidentified flying object. Vật thể bay hay còn được gọi là UFO, còn được viết tắt là từ viết tắt của từ vật thể bay không xác định, cái này đúng rồi ngay đoạn đầu tiên. Câu B, many UFO sightings are hoaxes. Có rất nhiều các cái vật thể bay là cái hiện tượng xuất hiện của cái vật thể bay đấy là do là những cái trò chơi khăm, chúng ta có từ hoax là những trò chơi khăm, trò đùa là khiến cho người khác tưởng là thật. Hay là phương án C, UFO is often used to talk about alien objects. Và thường được dùng để nói về cái vật của người ngoài hành tinh. Hay phương án D, over half of all reported UFO sightings are identified. Quá nửa các cái cảnh tượng xuất hiện ở vật thể bay không xác định là được xác định. Bạn có thể tìm ra được, định nghĩa được nó là cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn phương án nào. Chúng ta trong bài người ta nói là very few UFO sightings are hoaxes. People try to trick other people. Rất là ít, đúng không? Các cái cảnh xuất hiện và thể bay là do người ta tự tạo ra những cái trò đùa. Thế thì ở đây không đúng, sẽ phải phương án B. Không phải là many mà very few. Tiếp tục câu số 5. What does the word figure out in paragraph 1 mean? Chúng ta thấy người ta nói là if people cannot figure out what the object is after an investigation, it is called UFO. Nếu mọi người không thể xác định được cái vật thể đó là gì sau khi đã điều tra nghiên cứu thì nó được gọi là UFO.
Thế ở đây thì figure out sẽ bằng nghĩa với từ explain, có nghĩa là không thể giải thích được nó là cái gì. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án C. Bài tập số 7 là bài tập chia dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu. Câu số 1. Anna asked me if the astronaut costume was made from clothing. À, đây chúng ta thấy từ còn thiếu là một tính từ để đi với danh từ clothing, để chỉ cái loại quần áo của những phi hành gia. Thì chúng ta có cái danh từ của từ này là breath, là hơi thở. Động từ là breathe, là thở. Và một cái tính từ là breathless, là khó thở hay là kín mít. Thế thì quần áo của phi hành gia chúng ta có thể hiểu nó là một loại quần áo kín, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn tính từ ở đây là breathless. Câu số 2. After going through a storm, the plane began shaking. À, sau cơn bão thì máy bay bắt đầu rung lắc như thế nào đó. Chúng ta cần một trạng từ bổ sung nghĩa cho động từ shake. Từ được cho xuất phát từ từ control, là kiểm soát, động từ kiểm soát. Từ tính từ của nó là controllable, là có thể kiểm soát. Từ trái nghĩa là uncontrollable, không thể kiểm soát được. Và trạng từ tương ứng sẽ là uncontrollable, một cách mất kiểm soát. Vậy thì sau cơn bão thì cái máy bay bắt đầu rung lắc một cách mất kiểm soát. Vậy chúng ta phải chọn trạng từ phù hợp ở đây là uncontrollably. Câu số 3. We definitely cannot live on the planet shown in this photo because it is. Chắc chắn là chúng ta không thể sống trên một cái hành tinh trong cái bức ảnh này được, bởi vì nó làm sao đó. Chúng ta có danh từ water, là nước, đúng không? Waterless là không có nước, là tính từ chỉ không có nước. Vậy chúng ta sẽ phải điền đây là waterless, là một cái hành tinh không có nước. Câu số 4. Mr. Armstrong is working in a space which has no gravity. Chúng ta có danh từ weight là cân nặng, có động từ weigh là cân. Và đây chúng ta cần một tính từ, đúng không? Để chỉ một cái môi trường không có trọng lực, đó chính là từ weightless, là không có trọng lực. Để chúng ta sẽ chọn từ cần điền vào đây là từ weightless, là môi trường phi trọng lực. Câu số 5. The story talked about a who wanted to occupy the spaceship. Câu chuyện kể về một ai đó, người mà muốn chiếm cái tàu vũ trụ này. Chúng ta có danh từ terror, là sự kinh hoàng. Terrorist là kẻ khủng bố. Và terrorism là chính sách khủng bố. Thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn cái danh từ phù hợp nhất là terrorist, là kẻ khủng bố. Câu chuyện nói về một kẻ khủng bố. Câu số 6. When astronauts have trouble in outer space, they must. Khi mà một phi hành gia gặp rắc rối ở ngoài không gian thì họ sẽ phải hành xử như thế nào đó. Thế đây chúng ta cần một trạng từ để đi cùng với cả động từ act. À, chúng ta có các cái từ liên quan như là appropriate, là tính từ, thích hợp, phù hợp. Và đây để đổi thành trạng từ chúng ta sẽ phải đổi thành appropriately, một cách phù hợp. Chúng ta sẽ phải điền vào đây là appropriately. Câu số 7. I feel in the chat room because they are discussing a totally strange topic. Tôi cảm thấy như thế nào đó khi mà trong phòng chat mọi người đang nói những cái chuyện rất là lạ, những cái chủ đề rất là lạ. Chúng ta có từ gốc là visible, là hữu hình, có thể nhìn thấy. Và chúng ta có một tính từ trái ngược với nó là invisible, là vô hình. Tôi cảm thấy mình như người vô hình ấy, tại vì tôi họ đang nói chuyện mà tôi không hiểu. Vậy chúng ta sẽ phải chọn và điền vào đây cái từ invisible. I feel invisible in the chat room. Câu số 8. Home has some skills in speaking English with foreigners. Chúng ta thấy từ được cho là một động từ communicate, có nghĩa là giao tiếp. Chúng ta có danh từ liên quan là communication, hoạt động giao tiếp. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ phải cần một tính từ để đi cùng với danh từ skills, cho nên chúng ta sẽ phải nghĩ đến tính từ của từ này, đó là communicative, có nghĩa là thuộc về giao tiếp. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống ở đây là home has some communicative skills in speaking English with foreigners. Bài số 8. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc. Câu số 1. Her father asked where his son the day before. À, ở đây chúng ta xuất hiện cụm từ the day before. Đây là dấu hiệu của thời quá khứ trong cách diễn đạt của câu gián tiếp. The day before chính là yesterday, đúng không ạ?
Thế thì ở đây chúng ta thấy là đây là một câu gián tiếp mà lại liên quan đến từ quá khứ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải lùi một thời thành quá khứ hoàn thành. Đó là her father asked where his son had gone the day before. Câu số 2, people prefer emails to communicate. Chúng ta có mẫu câu là prefer to do something, thích làm gì đó hơn. Cho nên câu 2 chúng ta sẽ phải chọn là prefer to use emails. Câu số 3, she doesn't mind to school on weekend. Chúng ta có mẫu câu là mind doing something, cảm thấy phiền khi làm gì. Cho nên chúng ta sẽ phải chia ở đây là mind going to school. Câu số 4, do you like dinner with me tonight? À, chúng ta có mẫu câu would you like to do something, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chia ở đây là would you like to have dinner. Câu số 5, if you're free, I you to go to the party. À, chúng ta thấy cái câu if đang chia động từ ở thời hiện tại đơn. Chúng ta sẽ nghĩ ngay câu điều kiện loại 1 và về mệnh đề chính sẽ phải chia là I will invite. Câu số 6, she might aliens when she travel to other planets. Từ might chỉ khả năng xảy ra trong tương lai thì chúng ta sẽ phải dùng với động từ nguyên thể thôi. She might meet aliens. Câu số 7, John often hates football because he feels tired. Chúng ta có hate verb in, hate playing. Câu số 8, what the important condition for people to live in the moon? Chúng ta thấy chủ ngữ ở đây là the important conditions, các cái điều kiện quan trọng mà họ đang để ở dạng số nhiều. Vậy thì to be ở đây chúng ta cũng phải chia theo chủ ngữ dạng số nhiều là what are the important conditions. Câu số 9, it a long time to invent the bulb. Chúng ta có mẫu câu là take time to do something, mất bao nhiêu thời gian để làm gì. Tuy nhiên ở đây xuất hiện một cái sự kiện đó là invent the bulb, có nghĩa phát minh ra cái bóng đèn, là một việc đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên động từ ở câu số 9 chúng ta sẽ phải chia là took. It took a long time to invent the bulb. Câu số 10, Sam enjoyed part in outdoor activities. Enjoy đương nhiên có verb in rồi ạ. Enjoy taking. Enjoy taking part in outdoor activities. Bài tập số 9 là một bài tập viết lại câu. Chúng ta phải viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi. Câu số 1, can you photocopy this report for me? Chúng ta sẽ lên ra. À, đây là một lời đề nghị đúng không? Bạn có thể giúp tôi photo cái bản báo cáo này không? Thế chúng ta có mẫu câu là ask somebody to do something, yêu cầu ai làm việc gì. Thì câu viết lại của chúng ta sẽ là Tom asked Linda to photocopy that report for him. À, chúng ta sẽ phải đổi cái tân ngữ ở trên là me thành him. Câu số 2, don't wait for me, she said to her friend. Đừng có chờ tớ, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy viết lại bằng động từ told. Chúng ta có mẫu câu là tell somebody to do something. Chúng ta sẽ viết là she told her friend not to wait for her. Tell somebody to do something hoặc là not to do something. Câu số 3, my daughter loves to listen to my story before going to bed. À, con gái tôi rất thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ. Ở đây chúng ta viết lại một động từ enjoy. Enjoy cộng với verb in. Viết lại như sau. My daughter enjoys listening to my story before going to bed. Câu số 4, Jessica was my classmate, but now she studies in another school. Jessica đã từng là bạn cùng lớp với tôi, còn bây giờ thì cô ấy học ở trường khác rồi. À, việc câu viết lại bắt đầu bằng từ động từ used, có nghĩa là muốn nói là đã từng làm gì đó. Chúng ta có mẫu câu là used to do something, là đã từng làm gì trong quá khứ. Vậy câu này chúng ta sẽ viết lại như sau. Jessica used to be my classmate. Đã từng là, và bây giờ thì không còn nữa. Câu số 5, you should study harder this semester, the teacher said. À, bạn nên học hành chăm chỉ hơn, đúng không? Thầy giáo nói. Thì đây là câu trực tiếp, chúng tôi sẽ phải đổi sang câu gián tiếp, thay đổi chủ ngữ của câu, đúng không? Và từ this semester, chúng ta sẽ phải đổi thành that semester. Chúng ta sửa như sau. The teacher said that I or we should study harder that semester. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài kiểm tra. Cô mong rằng sự hướng dẫn của cô một phần nào sẽ giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi của mình. Chúc các em đạt kết quả tốt nhất. Hẹn gặp lại các em.